เอาเบอร์อะไรอ่ะเบอร์100เลยเอาอะไรพี่หมอเออไอ้นี่ไม่เอาไงไม่เอาไงให้ผู้เด็กแต่ผมไม่ได้เอาจริงเดี๋ยวจะต้องลงทุนให้น้อยเงินมันน้อยขึ้นกว่าปีที่แล้วสักนิดนึงง่วงเงินแค่ลงไปได้เดี๋ยวrồi anh chưa bao giờ anh chơi con em đúng rồi mà chưa bao giờ anh soi nắm nói vậy đúng rồi đó đó là tâm lý rút nghe rút nghe rút nghe, nghe. Nhưng mà nó nghe đúng rồi đó chị mà nó dẫn liền nó mất ở trong vậy hả tại rồi tôi bướng mà 6 tuổi mà bướng mà tại vì anh là đang chuẩn nha, quan trọng là người mẹ nữa, bởi vì cái người mẹ cần con nhiều hơn. Nếu như người mẹ hay nghe nó hay mắng nó thì nó sẽ bị cái độ gì. Ví dụ bố có khi anh gặp em mà em mà đang chuẩn cao như này thì cũng như mình gặp nhau mà rất là chen chí với yêu thương. Như ví dụ như em gặp anh cái anh hòm em hòm anh thì đúng là một người hòm thì con mình nó sẽ đúng bây giờ anh đừng kêu bà dạy con theo đúng cách của anh là cho nó sẽ đi xuống đi anh cổ đi được.